Kiki, cream tea latte. Chuyện gì đây? Mời người đẹp uống nước không cần lý do. Sếp của cô đột nhiên nhắn gấp, nói là tới chỗ chúng tôi họp. Vụ gì vậy? Không biết nữa, anh không có nói với tôi. Không thể nào, luôn cả cô cũng không nói. Tôi nói không có là không có. Kiki, lấy hồ sơ có đi vô đây cho tôi. Dạ được. Không nói nữa. Đây là tất cả hồ sơ của Dia. Cảm ơn. Ý, sao có hộp sô-cô-la của Dia ở đây vậy? Lần trước em qua châu Âu, thấy bắn mắt lắm. Cả 100 euro một hộp đó. Em cũng không đành lòng mua. Cô muốn lấy sao? Có được không? Họ nói ngon vô cùng đó. Cô muốn lấy không phải là không được. Vậy, có phải sếp cho em không sếp? Trước giờ cô luôn biết tác phong của tôi là trao đổi ngang giá mà. Vậy sếp muốn sao chứ? Cảm ơn sếp. Không biết có gì gì đây. Anh gặp may rồi. Miranda, Lâm Tính đâu? Sao chưa tới gì? Tôi đã kêu Fanny tìm anh ta rồi. Sắp tới giờ họp rồi mà cũng chưa thấy tới. Dự án này do anh ta phụ trách mà. Lát nữa sạc hỏi tôi cũng không biết tính sao. Anh sợ lắm à? Không sợ, tôi đã đọc thuộc tài liệu rồi. Hỏi tôi cũng vậy thôi. Vậy là được rồi, tới lúc đó cứ nói. Sao? Sao sáng sớm đã bỏ công tới đây vậy? Có chuyện gì quan trọng gì? Tôi muốn bàn với cô. Dự án này cô định làm gì? Tôi làm gì? Chúng tôi làm gì liên quan đến phòng tài vụ của anh hay sao? Định làm gì đích thực có liên quan tới tôi. Nhưng nếu nói tới tài chính thì có liên quan tới tôi. Bây giờ tôi nói tiền với cô. Cô ký hộp này về bao nhiêu tiền? Bây giờ cô ký về, mỗi hộp phải mất đến 30 euro, tức là giá nhập hàng hơn 300 đô Hồng Kông. Cô nghĩ có thể làm được sao? Chắc à, lần trước cả thế giới tăng lên 35 euro, bọn họ mới chịu giao quyền đại lý. Bây giờ tính kỹ lại á, thì chúng ta dùng 30 euro để ký được đã rẻ gần 20% rồi. Lại còn là độc quyền toàn Hồng Kông. Tôi đã so sánh rồi, cả châu Á cũng không tìm được giá nhập hàng có thể thấp đến như vậy đâu. Rẻ được 20% thì sao? Rẻ được 20% thì cả đồng ý sao? Giờ mỗi năm chúng ta phải bao tiêu 10.000 hộp, còn thêm một yêu cầu. Họ có quyền tăng 50% trong năm tới, tức là 15.000 hộp. Mọi người làm được sao? Làm được. Đương nhiên chúng tôi đã tính toán suy nghĩ mới giành quyền đại lý này. Đúng vậy, chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Đa số sô-cô-la nhãn hiệu châu Âu kiểu này mỗi năm có thể tiêu thụ được khoảng 10.000 hộp. Cậu nói số liệu với tôi. Giờ trên thị trường sô-cô-la bán 800 đô một hộp. Không có ai từng bán 10.000 hộp trong một năm. Ai có thể bảo đảm bán được? Miranda bảo đảm có thể bán được sao? Vậy phòng tài vụ chúng tôi không lo lắng được sao? Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Chuyện này không chỉ là vấn đề về tiền bạc, còn liên quan tới vấn đề về tín dụng công ty. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Anh tới đúng lúc lắm. Dự án này là do Lâm Tính phụ trách. Bây giờ Sa cảm thấy hộp sô-cô-la này định giá 800 đô rất khó bán. Anh tự mình giải thích đi. Hộp sô-cô-la này bán có mắc hay không tùy thuộc vào marketing value của nó, tức là nó có giá trị gì trên thị trường. Định vị thị trường của hộp sô-cô-la giá cao này không phải dùng để lót đầy cái bụng. Công dụng chủ yếu của nó là dùng để tạo ra một số tình cảm cảm xúc. Nói một cách đơn giản, người mang hộp sô-cô-la này đi tặng, hy vọng biểu lộ tấm lòng, hy vọng người nhận nhận được hộp sô-cô-la này sẽ có niềm vui. Và xu hướng chủ yếu của hộp sô-cô-la này là nam giới tặng cho nữ giới. Muốn đạt được hiệu quả vui vẻ này, quan trọng là nữ giới có khao khát về mặt tâm trạng đối với cái này, và khao khát về mặt tâm trạng xuất phát từ giá trị của nó. Giá trị của nó càng cao thì càng muốn có. Charlie, anh là sếp của phòng tài vụ, lúc nào cũng nói người ta trao đổi ngang giá, một bên là giá trị cao, một bên là lợi nhuận cao. Đúng, tôi hết sức đồng tình. Nếu như một người nam muốn lấy lòng một người nữ, nhất định là người khác giới mình để ý, tặng một hộp sô cô la đi,
gần như là loại sô-cô-la mắc nhất trên thị trường, giá trị cao nhất. Tự hỏi người nữ đó làm sao báo đáp cho người nam tặng hộp sô-cô-la này. Có khi nào là một nụ hôn? Một nụ hôn chờ đợi bấy lâu. Anh cũng gật đầu, có đúng vậy không? Đó chính là trao đổi ngang giá. Cho nên hộp sô-cô-la này bán ở mức giá đó tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần lo cho chúng tôi. Cậu nói vậy tạm thời cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà thông tin này của cậu phải nhấn mạnh ở trong buổi ra mắt đó nghe. Đương nhiên rồi. Phòng tài vụ chúng tôi tạm thời không có thắc mắc gì. Ra một bộ đồ bình thường sao lại thêm tay áo vậy? Thêm tay chẳng phải hơi kỳ sao? Đâu có, hợp với thiết kế cũng không có vấn đề gì. Hình như rất là rườm rà. Loại vải này mình còn bao nhiêu? Trong kho còn một chút, em lấy cho cô nha. Yuki. Nè, sao lại tới đây vậy? Lúc nãy anh giao xong một đơn, lập tức chạy xe đi. Ai ngờ đã xếp hàng dài rồi. Anh thấy ít nhiều cũng hơn 100 người đang xếp hàng đó. Cứ sợ là sẽ bán hết. Cũng may là anh mua được nè. Sao anh tốn tiền này chứ? Hộp sô-cô-la này mắc lắm đó. Sô-cô-la mắc mới ngon chứ. Đâu có loại sô-cô-la ngon nào mà không mắc đâu. Em thích là được rồi. Gã sạc đó, hở chút là lớn sân. Tưởng đâu tài chính là trên hết sao? Chỉ là bộ phận hỗ trợ thôi mà. Thì đó, chúng ta thì xông pha tuyến đầu, còn ông thì chỉ biết lúc ngồi họp nhìn vào sổ sách. Quá đáng thiệt. Anh đó, anh biết rõ anh ta là gã tính toán mà. Anh nói số liệu với anh ta, tức là nói đúng tủ của anh ta. Anh nói những câu đó ra, không có gì hỗ trợ, thôi đừng nói đi. Tôi chỉ muốn đỡ giùm cô thôi. Đỡ cái gì mà đỡ? Anh lên tiếng, tôi tưởng đâu anh chuẩn bị hết rồi. Ai ngờ anh bị người ta khiêu chí ngược lại, cuối cùng còn nín thinh nữa. Anh làm ơn đi. Một là chuẩn bị kỹ trước, hai là đừng lên tiếng được không? Lâm Tính, lần này anh nói tốt lắm. Nhưng anh phải nhớ, sạc đó là gã tính toán. Lúc nãy bị anh nói vài câu tự mình ngất xỉu thôi. Nhưng bây giờ người anh đang đối mặt là tôi, sếp của anh đó. Sáng nay mấy giờ anh đi làm? Nếu anh chịu ngoan ngoãn, lúc 9 giờ có mặt ở đây, sẽ không xảy ra chuyện này. Từ đầu tôi đã knock out anh ta rồi. À không phải, trong điện thoại tôi đã knock out anh ta rồi, còn gì tới đây chứ? Dạ biết, dạ biết. Hôm nay tôi tới trễ, xin lỗi. Còn một chuyện nữa. Lúc nãy anh nói 800 đô một hộp, một năm bán 10.000 hộp. Nói thiệt nha, đúng là khó bán lắm. Lúc nãy anh ở ngoài nói dõng dạc như vậy, tôi thực sự hy vọng năm nay anh cũng làm thật đặc sắc. Lúc nãy anh khéo nói dụ được gã tính toán đó, không dụ được tôi đâu. Được rồi, Miranda. Nè, ăn cục sô-cô-la trước đi. Tôi không ăn sô-cô-la đâu. Sao hả? Muốn lấy lòng tôi sao? Cũng như anh nói á, những chiều tán gái gì đó của anh sao? Nè, anh phải nói á, tôi không phải là những cô để anh tán đâu. Lý nào tôi lại nghĩ vậy? Tôi kính trọng cô còn không kịp nữa là. Nè, cầm hết đồ ra ngoài đi. Được, lập tức biến mất. Sáng nay bất thình lình phòng tài vụ đòi xong qua đây họp. Xém chút tưởng đâu anh chết rồi đó. Có chị ở đây, tôi làm sao có chuyện được chứ chị Fanny. Không hề đầu đếm xỉa anh, tại sếp kêu coi chừng anh thôi. Tóm lại cảm ơn chị, không có chị thực tình không biết tính sao. Đại ca. Anh tới thì hay quá rồi. Lúc nãy họp sao rồi? Giờ ăn đi không có gì chứ? Mà rình đại cái nhắc lại tới trễ. Cô có chửi anh bay lên nóc nhà không? Không có gì hết. Miranda chỉ phạt tôi ăn hết hộp sô-cô-la này thôi. Vậy thì ổn rồi. Tại sao Louis lại có hồ sơ sô-cô-la của chúng ta vậy? Thì lúc anh chưa tới, Louis lại nói tranh thủ vô hộp. Nên tụi em mới Thì chính là vậy đó. Bỏ đi. Thấy mọi người đầu óc ngu đần nhét hết hồ sơ cho Louis. Người ta không thể phát huy tiêu chuẩn, đúng là hơi thiếu. Nhưng mà Louis hay lắm. Tin chắc cũng không cực khổ chịu đựng đến khi tôi tới, còn dẫn banh tạc ngang cho tôi tung cú sút đi bàn. Louis, cảm ơn nhiều nha.
各位越南嘅观众，我哋TVB嘅节目系咪好正咧？唔知啊，我哋新推出嘅越南恋爱频道都精选咗海量嘅爱情剧集，等紧你哋，快啲click下边条link，like 同 subscribe 啦！